Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Ở đây là trên một chuyến tàu điện đúng không nào? Và có một hành khách đã phát hiện một túi sách bỏ quên nên đã gọi nhân viên của nhà ga đến hỏi, của ai vậy? Theo trí nhớ của anh, nhân viên nhà ga thì là của người phụ nữ kia. Vậy thì chúng ta sẽ có câu là Dare no desu ka? Ano ona no hito no desu. Dare no desu ka? Ano ona no hito no desu. Của ai vậy? Của người phụ nữ kia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thêm một cách sử dụng khác của trợ từ no là sở hữu đúng không nào? Chúng ta cùng đi vào phần cấu trúc nha. Người no đồ vật desu nghĩa là đồ vật của người. Cũng như ví dụ đầu tiên chúng ta có bé gái này đang cầm thanh sô-cô-la trên tay. Sô-cô-la trong tiếng Nhật là gì các bạn? À, chocolate, phải không? Vậy thì bé muốn nói là cái này là sô-cô-la của tôi. Bé sẽ nói như thế nào đây? Kore wa watashi no chocolate desu. Kore wa watashi no chocolate desu. Cái này là sô-cô-la của tôi. Hoặc bé có thể nói là Kore wa watashi no desu. Kore wa watashi no desu. Cái này là của tôi. Bởi vì bé đang cầm thanh sô-cô-la trên tay là một đồ vật xác định nên chúng ta có thể lược bỏ danh từ phía sau no. Trừ nghi, chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo nhé. Các bạn có thể đoán được ở đây hai bé nói gì với nhau không ta? Có lẽ là nói về cuốn vở đúng không? Chúng ta cùng xem thử nha. Kore wa anata no noto desu ka? Ie, sore wa watashi no zarimasen. Kore wa anata no noto desu ka? Ie, sore wa watashi no zarimasen. Cái này là vở của bạn phải không? Không, cái đó không phải của tôi. Vậy là bạn trai này lại cầm nhầm vở của ai nữa rồi? Còn ở ví dụ này thì khi nhìn thấy đằng kia có treo cây dù mà không biết của ai nên là chị gái này đã hỏi bạn mình là Are wa dare no kasa desu ka? Sato-san no desu. Are wa dare no kasa desu ka? Sato-san no desu. Chúng ta có cái kia là kasa là cây dù, no là của, dare là ai. Vậy chúng ta sẽ dịch từ đằng sau lên kia là dù của ai vậy? Của chị Sato. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hay Minasan, Sayonara, Mata kondo, Yoroshiku, Negashimasu.